Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đô Lê Thế Anh, thuộc câu lạc bộ Gia Lâm, mặc quần đen mang đai đỏ. Gặp ông Đô Văn Mạnh, câu lạc bộ Hồng Hà, mặc quần đen mang đai xanh. Xin mời hai ông Đô vào giữa sới nghe trọng tài chính sau đây. Trọng tài chính, hàng đô chuẩn bị, các trọng tài chính chuẩn bị, hiệp đấu bắt đầu. Số 9 sẽ là cao vật ở thiếu niên, ông Đô Tiến Nam thuộc câu lạc bộ Hồng Hà và ông Đô Văn Hiếu câu lạc bộ Cát Quế. Hàng đô chuẩn bị trang phục. Vào lúc 1 phút 40 giây bằng một miếng lật ngửa, ông Đô Văn Mạnh thuộc câu lạc bộ Hồng Hà đã thắng. Xin mời ông Đô Văn Mạnh vào nhận lèo. Và chúng tôi xin mời ông Đô Tiến Nam câu lạc bộ Hồng Hà